Chào anh em, đây là cổ vẹt C8R phát hành lần đầu vào năm 2021, có màu vàng, và năm 2022 thì phát hành bản này là bản premium. Xe nằm trong set American Shin, gồm 5 xe thì mẫu xe đó ở đây. Bên trong có một miếng blister để chống trầy, và miếng blister này bảo vệ được những cái góc tiếp xúc với blister và đặc biệt là phần nóc, so sánh các đồ họa. Mẫu xe có đèn pha plastic, ống gió sơn đen, logo của Corvette, có banner ở phía bên kính, dùng kiểu bánh 10 chấu mới mà chrome trắng. Kiểu bánh này không phải là mới nhưng mà lần đầu tiên được nhúng vào chrome trắng. Chữ C8R bên hông phối màu trắng metal black, xanh dương, đỏ, gầm kim loại, cánh gió sơn xanh, có đèn hậu và sơn các chi tiết. Nắp bình xăng được sơn. Hy vọng là anh em đã thích video này và hẹn gặp lại.